Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay giới thiệu với các bạn một số các loại hoa đồng tiền cổ của Việt Nam. Đây là các loại hoa đồng tiền xuất hiện ở nước ta từ lâu đời rồi. Đây các bạn nhìn đây. Đây là những cái loại hoa màu hồng nhé, rất là đẹp. Cánh kép. Ở đây mình trồng vào một cái chậu rất là nhỏ này thôi. Hoa đồng tiền thì nó đẹp nhất là vào mùa xuân. Bởi vì lúc này khí hậu khá là lạnh, đồng tiền nó ưa lạnh mà. Tất nhiên là nó cũng có thể ra hoa rải rác quanh năm. Tuy nhiên là với mùa xuân là mùa thích hợp nhất. Đây nụ nó đây. Đồng tiền này là đồng tiền cổ nha các bạn nhé. Ở đây là mình có một số cái cây mình trồng dưới đất này. Không phải cầu kỳ gì, đất rất là cằn nha các bạn nhé. Đây hoa này. Đấy, đây là đồng tiền cổ này, các bạn nhìn đấy. Đây, màu này màu cam này. Đẹp không? Các bạn nhìn thấy những cái đồng tiền cổ nó đẹp hơn cái đồng tiền Thái bây giờ không? Đẹp hơn rất nhiều luôn. Trồng dưới đất này, đất của mình rất cằn cỗi nhưng mà trồng nó vẫn phát triển rất tốt. Cái lưu ý trồng đồng tiền là các bạn không nên tưới nhiều quá làm nó uống nước, hoặc bón phân nhiều quá làm nó sốc phân. Đây. Tiếp tục quay cái cây này. Đây, cây này nó ra rất là nhiều đợt hoa rồi. Thì về cơ bản là các bạn nhìn đẹp không? Đẹp hết sảy luôn. Quá đẹp luôn đấy. Đẹp kinh khủng luôn. Đẹp không thể cầm được. Đây. Đồng tiền cổ nó rất là đẹp nhá. Đây, cái này nó sắp tàn này. Cái đồng tiền này có thể nhân bằng cách tách gốc hoặc là gieo hạt nhé các bạn nhé. Các bạn cứ trồng này này, xong nó rụng cái hạt xuống đất. Nó rụng cái hạt xuống đất là nó tự mọc đấy. Đây, cái này cũng là màu cam này. Nhìn các bạn nhìn nụ này, đẹp không? Không thể chê đâu được. Mình vào đây quay cho các bạn tiếp tục. Đây là cánh đơn nha các bạn nhé. Các bạn nhìn cánh đơn này. Đây. Màu hồng. Đây màu hồng phấn. Đây lại màu hồng đậm hơn này. Các bạn nhìn đéo. Quá đẹp luôn. Trong kia mình có rất nhiều cây tự mọc ở cái dưới đất. Đẹp không? Đây những cái chậu này, trồng trên những cái chậu này. Đồng tiền này nó nở vào đúng dịp Tết nhé. Các bạn có thể là trồng đồng tiền để đón Tết. Rất là ok đấy. Đẹp không? Nếu các bạn muốn trang trí thì hãy trồng đồng tiền nhé các bạn nhé. Chăm sóc cực dễ luôn. Theo như mình thì các bạn trồng ra đất hoặc là trồng ra những cái chậu lớn. Chậu lớn như thế này, này. Xong hoa đẹp lắm. Đây, hoặc là chậu như thế này này. Hoa đẹp. Trồng chậu này nhỏ mình để đây nó cũng ra rất nhiều hoa. Xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip chương trình Hoa Vườn Nhà. Chúc các bạn một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân.